tới cái phần cuối này đó, đó là cái đo lường hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng. Thì những cái phần trước đó, chúng ta đi vào trong cái vấn đề gọi là hoạch định, tìm nguồn cung ứng, cái hoạt động của nó như thế nào trong cái chuỗi cung ứng, những cái công nghệ thông tin ứng dụng vào hỗ trợ cho cái hoạt động chuỗi cung ứng. Thì bây giờ đó là cái giai đoạn cuối, thì người ta phải đo lường hiệu quả của chuỗi cung ứng, cũng như là người ta sẽ so sánh giữa chuỗi cung ứng này và chuỗi cung ứng kia, hay là những cái thành phần trong cái chuỗi cung ứng mà nó có cùng một cái cấu trúc, cùng một cái thiết kế, hay là cùng trên một chuỗi. Tôi lấy một cái ví dụ mà các anh chị có thể là thấy một cách rất là rõ ràng. Ví dụ như là chuỗi cung ứng của Coca-Cola ở Việt Nam chẳng hạn, thì người ta nói chung là trong tập đoàn thì người ta sẽ có những cái chuẩn để mà so sánh giữa cái hoạt động của cái Coca-Cola ở Việt Nam cũng như là Coca-Cola ở trong khu vực. Mà chúng ta biết là trong khu vực của Đông Nam Á đó, thì chúng ta có là Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Úc, và cái quản lý chính của nó lại là một cái công ty ở Nam Phi. Vì vậy và muốn mà quản lý cho cái khu vực này đó thì người ta phải có một cái chuẩn chung, và người ta có những cái chỉ số để đo lường đó được, và cái đo lường theo cái từng cái nhóm, và có những cái chiến lược trong cái vấn đề là phát triển, hoặc là trong cái vấn đề gọi là đầu tư cho mỗi cái doanh nghiệp. Trước khi đi vào trong cái phần mà những cái chỉ số để đo lường đánh giá đó, thì chúng ta cần phải biết là cái mô hình tương quan thị trường và chuỗi cung ứng. Thì trong này đó, người ta có định nghĩa về bốn cái loại thị trường khác nhau. Chúng ta có là thị trường đang phát triển, thị trường tăng trưởng, thị trường ổn định, hay là cái thị trường đã trưởng thành rồi. Tôi lấy một cái ví dụ như là xét về cái vấn đề gọi là điện thoại di động đi chẳng hạn, thì chúng ta thấy là điện thoại di động đối với lại trong cái thị trường của Việt Nam, thì các chuyên gia đánh giá rằng đó là cái thị trường đang tăng trưởng. Muốn biết là cái thị trường tăng trưởng hay là suy thoái, hoặc là nó đang phát triển đó, thì người ta có những cái chỉ số mà các anh chị thấy ở trong này, cái chỉ số giữa lượng cung cầu, có những cái chỉ số mà về cái vấn đề gọi là tồn kho, hay là chỉ số cho cái vấn đề là bán hàng. Trong cái hình này thì các anh chị thấy là người ta sẽ phân loại ra những cái loại thị trường khác nhau. Ví dụ như là thị trường trưởng thành thì cung vượt cầu, thị trường ổn định thì cung và cầu cân bằng, thị trường tăng trưởng thì cầu vượt quá cung, và thị trường đang phát triển thì chúng ta có là cung và cầu đều thấp. Tức là người ta xét giữa cái tương quan giữa cái cung ứng với lại cái nhu cầu. Đo lường hiệu quả của thị trường thì các anh chị nhớ là chúng ta có bốn cái loại số đo. Thứ nhất là mức phục vụ khách hàng, thứ hai là hiệu quả nội bộ, thứ ba nhu cầu linh hoạt, và thứ tư là phát triển sản phẩm. Đối với mức độ phục vụ khách hàng đó, thì người ta sẽ có những cái tiêu chí chi tiết để mà người ta đánh giá nó. Tôi đưa vào cái bảng chi tiết ở trong này. Chúng ta cần nhớ cái bảng thống kê này. Thì như vậy đó, là trong cái thị trường trưởng thành thì người ta đo những cái số lượng nào, số đo nào, phục vụ khách hàng, hiệu quả nội bộ, linh hoạt với nhu cầu. Trong cái thị trường ổn định thì người ta phải quan sát về phục vụ đối với khách hàng, hiệu quả nội bộ. Thị trường tăng trưởng thì coi phục vụ khách hàng, còn thị trường đang phát triển thì xem về mức độ là phục vụ đối với khách hàng, phát triển sản phẩm mới. Tại sao mà trong cái giai đoạn mà thị trường đang phát triển thì người ta lại nghiên cứu về những cái sản phẩm mới? Bởi vì ở đây đó là người ta mới là đưa vào những cái sản phẩm mới, những cái ý tưởng mới vào trong một cái thị trường mà nó có đầy tiềm năng.
ứng với lại mỗi cái chỉ số đo như vậy đó, thì các anh chị thấy là nó sẽ có những cái tỷ số để đo lường. Thí dụ như là ở đây đó là mức độ phục vụ khách hàng, thì người ta đo bằng cái hai loại sản xuất. Một cái loại sản xuất là build to stock, hay còn gọi nó là sản xuất theo pull, theo push, xin lỗi, tức là sản xuất theo push, tức là người ta sản xuất ra rồi người ta bán hàng. Còn cái dạng mà theo đơn hàng đó thì các anh chị thấy là sản xuất là theo cái đơn hàng, theo cái đơn hàng, thì như vậy họ coi về cái giá trị tồn kho, vòng quay tồn kho, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, vòng quay tiền mặt. Hiệu quả nội bộ thì hiệu quả nội bộ ở đây người ta sẽ đánh giá trên giá trị tồn kho, vòng quay tồn kho, tỷ số lợi nhuận trên doanh thu, vòng quay tiền mặt. Nhu cầu linh hoạt thì xem xét về thời gian chu kỳ hoạt động, mức gia tăng tính linh hoạt, mức linh hoạt bên ngoài. Có chỉ số mà chúng ta thấy là mới phát triển trong vòng 10 năm nay đó là cái chỉ số về phát triển sản phẩm. Người ta xem phần trăm sản phẩm bán ra được giới thiệu trước đó, phần trăm doanh thu sản phẩm bán ra được giới thiệu trước đó và tổng cái thời gian phát triển và phân phối sản phẩm mới. Tôi lấy một cái ví dụ cho các anh chị thấy là tại sao mà sau này thì người ta lại xem xét về vấn đề là phát triển sản phẩm. Bởi vì những cái sản phẩm mà chúng ta thấy như là hàng điện, điện tử, điện thoại, di động, thì cái chỉ số này đó để mà đánh giá về cái mức độ cạnh tranh cho các cái tập đoàn lớn trong cái lĩnh vực về cái viễn thông này. Tôi lấy một cái ví dụ các anh chị thấy đó là đối với lại Nokia đó, thì cứ mỗi năm thì người ta sẽ cho ra một cái sản phẩm mới, và cái sản phẩm của nó mang cái tính cách gọi là đa năng, có nhiều cái chức năng khác nhau và nó đáp ứng cho nhiều cái khách hàng khác nhau. Chúng ta có thể thấy là cái điện thoại di động cho cái người nghe nhạc, điện thoại di động cho người chơi game, điện thoại di động cho cái doanh nhân, hay là điện thoại di động cho cái người quay phim chụp ảnh. Thì nó là cái dạng mà chúng ta thấy là nó rất là linh hoạt, rất nhiều cái chức năng, nhiều cái thành phần khác nhau. Và mỗi năm thì nó đưa ra một cái sản phẩm mới. Trong khi đó thì chúng ta thấy là đối với lại Samsung thì hầu như là 3 tháng thì đưa ra một cái sản phẩm mới. Để mà nó cạnh tranh được với lại những cái công ty mà lớn khác đó, thì là Samsung đi vào là thiết kế sản phẩm nó đa dạng, nó linh hoạt. Chúng ta thấy là cái điện thoại di động là để gặp lại, rồi để nguyên, rồi điện thoại di động có màn hình xoay, rồi màu sắc khác nhau, tiếng chuông khác nhau, tính năng khác nhau. Thì nó để đáp ứng cho cái phân khúc thị trường mà chúng ta thấy là giới trẻ đó, người ta thích cái sự thay đổi. Thì như vậy là 3 tháng người ta đưa ra sản phẩm mới một lần. Trong khi đó thì cái anh mà Motorola đó, thì chúng ta thấy là cái anh này đó là 4 năm rồi chưa đưa ra sản phẩm mới. Và chính vì vậy mà nó mất hút cái sản phẩm của nó trên thị trường. Và trên thị trường Việt Nam thì chúng ta thấy là bây giờ người ta cũng ít yêu chuộng cái hàng của Motorola. Mặc dù hàng của Motorola thì chúng ta thấy là nó bền chắc và nó... cái công nghệ cao, nhưng mà nó lại không đáp ứng được cái vấn đề mà chúng ta thấy là mẫu mã hoặc là cái kiểu dáng thích hợp cho cái đối tượng nào. Và chen vào trong cái thị trường mà chúng ta thấy là mặc dù là thấy là bão hòa đó, nhưng mà Apple cũng là có thể là chen vào chân vào cái thị trường này được bằng cách là phát triển ra những cái sản phẩm mới, và nó thay đổi một cách liên tục. Chúng ta thấy là từ cái điện thoại di động mà iPhone là 3G, rồi lên 3GS, rồi lên 4G, sắp tới là có 5G nữa hay không thì lúc đó là chúng ta còn chưa biết, còn đang trong cái vấn đề mà người ta đang còn bàn cãi rất nhiều, hoặc là trong vòng bí mật. Thì một trong những cái chiến lược trong cái vấn đề là thâm nhập thị trường mà trên cái phương diện là toàn cầu ở đây đó, là chúng ta có là cái sự phát triển về cái sản phẩm này. Những cái chỉ số này thì các anh chị coi chi tiết ở trong cái bài, chúng ta có những cái chi tiết về những cái thông số thích hợp hoặc là giải thích nó. Các hoạt động thực hiện trong hiệu quả của chuỗi cung ứng thì chúng ta quay lại trong cái vấn đề này đó, thì nó là lập kế hoạch cung ứng, sản xuất và phân phối.
Tức là bốn cái chỉ số mà người ta lại đo được tiếp. Ứng với mỗi cái hoạt động như vậy thì người ta có những cái thước đo hữu ích. Lập kế hoạch thì người ta coi về những cái chi phí hoạt động hoạch định, chi phí hoạt động tồn kho, ngày tồn kho hiện có, mức chính xác của dự báo. Về cung ứng thì coi về cái chi phí thu mua, chu kỳ mua, ngày cung ứng nguyên vật liệu, vân vân. Anh chị thấy là những cái chỉ số này để đo lường và người ta gọi nó là KPI, KPI, tức là Key Performance Indicator. Những cái chỉ số này đó để mà người ta đo lường về, giống như là đo lường về cái sức khỏe của con người, thì ở đây người ta đo lường về cái sức khỏe của cái doanh nghiệp ở tại một cái nước nào đó. Và sau đó thì người ta so sánh giữa doanh nghiệp nước này và doanh nghiệp nước kia cùng trong trên cái chuỗi chuỗi cung ứng, hoặc là cùng trong trên một cái tập đoàn. Mô hình SCORE này đã đưa lên những cái chỉ số để mà đo lường này, và người ta cũng chi tiết hóa trong cái những cái chi tiết hơn là những cái tiêu chí đo lường. Ví dụ như lập kế hoạch phần trên thì người ta lại có những cái mức độ đo về mức độ phức tạp, đo lường về cấu hình của chuỗi cung ứng, đo lường về thực hiện quản lý hoạt động hoạch định. Về cung ứng thì đo lường mức độ phức tạp và cấu hình của chuỗi. Ở đây nếu mà cái chuỗi nó càng dài, tức là có nhiều cái thành phần trung gian, thì lúc đó cái chi phí nó cũng sẽ tăng lên chứ nó không không có giảm được. Hoặc là cái chuỗi cung ứng mà chúng ta thấy nó phức tạp quá, nó cồng kềnh, thì cái chi phí lúc đó nó sẽ tăng chứ không giảm. Vì vậy mà các anh chị thấy là trong cái cung ứng người ta cũng có là xem xét những cái yếu tố này. Sản xuất thì cũng coi về mức độ đo lường phức tạp và cấu hình, và do đó người ta coi về cái số lượng của SKU. SKU tức là Stock Keeping Unit, người ta coi trên một cái đơn vị sản phẩm như vậy đó thì nên tồn trữ nên cái gì và không nên tồn trữ cái gì. Những cái hàng hóa nào đó trong cái ví dụ như là trong siêu thị chẳng hạn, thì người ta dùng mã vạch và cái hệ thống tin học để người ta có thể biết được là cái hàng nào đem lại cái hiệu quả kinh tế cao thì lúc đó người ta tồn trữ hoặc là trưng bày, còn những cái hàng nào mà không đem lại hiệu quả hoặc là đem lại hiệu quả ít thì lúc đó người ta có thể thầu thuê bên ngoài hoặc là đem lại từng đợt chứ còn không có tồn trữ. Đo lường hoạt động thực hiện thì xem trên cái giá trị gia tăng phần trăm của BTO là box build to order hay là build to stock này. Về phân phối thì đo lường mức độ phức tạp và các cái chỉ số này để đo lường. Các anh chị thấy là trên cái hình này đó là người ta cho rằng đó là cái kiểm tra chéo giữa cái lập kế hoạch cung ứng sản xuất với lại những cái vấn đề là dịch vụ khách hàng, hiệu quả nội bộ, hiệu quả linh hoạt và phát triển sản phẩm. Các cái hoạt động này đó là các thực hiện cho cái hiệu quả của chuỗi cung ứng. Thu thập và trình bày dữ liệu trong hoạt động của chuỗi cung ứng thì chúng ta có ba cái cấp độ chi tiết như sau. Cấp độ thứ nhất là cấp độ chiến lược, là giúp cho cái nhà quản lý cấp cao quyết định làm gì. Và những cái thông tin này đó thì các anh chị thấy là phần lớn là tập trung ở cái công ty mẹ. Ví dụ như là Hanshin của Việt Nam á, là sản xuất về xi măng, thì cái công ty mẹ của nó là Hanshin ở Thụy Sĩ. Nestle là cái công ty mà chúng ta biết là sản xuất về sữa và các sản phẩm từ sữa, thì công ty mẹ nó vẫn ở là Thụy Sĩ. Và như vậy những cái thông tin mà ở Việt Nam hoặc là các nước trong khu vực thì họ vẫn phải chuyển cái thông tin đó về cho cái công ty ở Thụy Sĩ, tập đoàn ở Thụy Sĩ để mà có những cái quyết định đầu tư hay là những cái quyết định phát triển đó. Cấp chiến thuật thì giúp cho quản lý cấp trung quyết định làm như thế nào, thì phần lớn những cái giám đốc mà của các cái công ty mà ở Việt Nam á, thì chúng ta chỉ mới thấy là ở cấp chiến thuật thôi. Và ở những cái thông tin này đó người ta là quyết định trong cái vấn đề là triển khai trong cái hệ thống. Và cấp thực hiện là giúp nhân viên làm việc thực tế hơn, thì các anh chị thấy là ở Việt Nam thì chúng ta chỉ thấy được là trên cái cấp chiến thuật và cấp thực hiện thôi. Do đó là các cái chỉ số này đó các anh chị thấy là cấp độ 2 và cấp độ 3.
Cấp độ 2 là các chỉ số đánh giá hiệu quả, và cấp độ 3 thì đo lường mức độ linh hoạt, đo lường cấu hình, đo lường cách thực hiện ở đây. Ba cấp độ chi tiết của hệ thống dữ liệu thì chúng ta có thể thấy được là trên cái hình này. Trên cái hình này cho chúng ta thấy là những cái cấp độ khác nhau. Tất cả những cái thông tin dữ liệu á, thì họ đưa về trên cái kho dữ liệu của công ty. Nhưng mà mỗi cấp thì họ sẽ có những cái cách tiếp cận khác nhau. Quan điểm chiến lược của thị trường, quan điểm chiến lược về thị trường thì quản trị viên cấp cao, người ta sẽ đánh giá về xu hướng của thị trường, những cái mục tiêu thực hiện làm việc của công ty, thì là trên cái quản trị viên cấp cao người ta được những cái thông tin đã được xử lý rồi, đã được thống kê rồi, để mà người ta ra những quyết định cấp cao mang tầm chiến lược. Quan điểm chiến thuật của công ty á, thì các anh chị thấy là phân bổ nguồn lực để đạt được mục tiêu thực hiện, thì thường đó là những cái giám đốc ở Việt Nam và của các cái tập đoàn ở Việt Nam đó, thì người ta tiếp cận được với lại cái cấp này, tức là quan điểm về chiến thuật. Còn đối với quan điểm về thực hiện ở đây đó là chúng ta có là ở cấp phân xưởng hoặc là cấp các cái trung tâm phân phối, thì người ta tiếp nhận được cái tình trạng hoạt động của mỗi lĩnh vực của công ty ở trong này. Ngoài ra thì từ cái kho dữ liệu của công ty đó thì người ta sẽ cung cấp thông tin các cái báo cáo cho khách hàng hay là các cái báo cáo cho nhà cung cấp để chia sẻ thông tin. Nhưng mà không phải là người ta chia sẻ tất cả những cái thông tin ở đây, mà tất cả là những cái thông tin được xử lý và được quyền để tiếp cận tới. Phần này thì chúng ta lướt qua. Phần cuối cùng trong cái bài này đó thì chúng ta sẽ biết được rằng đó là cái triết lý trong cái chuỗi cung ứng hoặc là cái hoạt động trong chuỗi cung ứng là nhắm tới về vấn đề là chia sẻ dữ liệu dọc theo cái chuỗi cung ứng, tức là chia sẻ dữ liệu trong những cái thành phần trong cái chuỗi cung ứng đó, mà chúng ta nhớ rằng đó là nó là dịp làm hợp tác trong vấn đề là hoạch định, trong vấn đề dự báo, trong vấn đề tồn kho, để mà làm giảm đi những cái tác động của roi da hay tác động green whip, tức là giảm đi cái vấn đề là tồn kho hoặc là rủi ro trong vấn đề tồn kho trên cái chuỗi cung ứng. Thì đó là toàn bộ của cái bài mà chúng ta thấy trong cái vấn đề chuỗi cung ứng ở đây.